Theo dự báo của Hội Nghiên cứu Thị trường Liên Ngân hàng Việt Nam, trước khi hướng về mùa cao điểm, thị trường đang có những diễn biến mới, ảnh hưởng mới trên nền ở ổn định các chỉ tiêu chính kéo dài thời gian qua. Thị trường ngân hàng đang chuẩn bị bước vào mùa cao điểm cuối năm. Cao điểm thường thấy nhiều năm qua ở cầu và tăng trưởng tín dụng tăng cao hơn những tháng đầu năm, nhu cầu về thanh toán và chi trả cũng cao hơn. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất Việt Nam đồng rất thấp trên thị trường liên ngân hàng, dự báo sẽ tiếp tục được duy trì, có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, ở chỉ tiêu bình quân lãi suất Việt Nam đồng liên ngân hàng kỳ hạn một tuần, nhiều thành viên Vira dự báo sẽ chỉ quanh 0,2% một năm trong tháng này. Một số thành viên dự báo sẽ tăng lên quanh 0,25% một năm, bình quân chỉ 0,21% một năm, chỉ nhích nhẹ so với mức bình quân thực tế 0,2% một năm của tháng liền trước. Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD cho biết, trong tháng 10, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 36.451 tài khoản, tăng hơn 5.000 tài khoản so với tháng trước đó. Lũy kế 10 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 290.000 tài khoản, nhiều hơn 100.000 tài khoản so với cả năm 2019 là gần 189.000 tài khoản. Trong đó, số lượng nhà đầu tư cá nhân mở mới trong tháng 10 là 36.346 và 105 tài khoản mở mới từ các tổ chức. Đây cũng là số lượng tài khoản mở mới kỷ lục của nhà đầu tư trong nước kể từ tháng 4 năm nay. Lũy kế tới hết tháng 10, số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt 2,67 triệu tài khoản, tương đương với 2,8% dân số Việt Nam. Theo báo cáo chiến lược mới được công bố, công ty chứng khoán Mirae Asset cho rằng chỉ số VN Index khó vượt mốc 900 điểm trong thời gian tới. Mirae Asset đánh giá thị trường chứng khoán tiếp tục được hưởng lợi từ thanh khoản dồi dào. Ngoài ra, kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn kỳ vọng, giúp làm giảm áp lực định giá trong ngắn hạn. Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp đánh dấu sự khởi sắc rõ nét trong quý 3 sau khi suy giảm đáng kể trong hai quý đầu năm. Các nhóm ngành tài chính, ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng và tiêu dùng đóng vai trò dẫn dắt. Bất chấp các rủi ro ngắn hạn bên ngoài gia tăng, Mirae Asset không đánh giá cao khả năng thị trường sẽ phá vỡ xu thế tăng trung hạn. Mốc 900 điểm đang được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho VN Index trong tháng 11. Sau đây là phần tổng hợp thị trường chứng khoán châu Á, tiền tệ, dầu và vàng. Trên thị trường chứng khoán châu Á, cổ phiếu châu Á Thái Bình Dương giao dịch cao hơn vào sáng thứ Hai khi các nhà đầu tư trong khu vực phản ứng trước việc Đảng Dân chủ Joe Biden đánh bại Donald Trump đương nhiệm trong cuộc đua tổng thống Mỹ. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 2,04%, trong khi chỉ số Topic tăng 1,42%, Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 1,44%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng tăng 1,34%. Cổ phiếu tại Úc cũng cao hơn với S&P trên ASX 200 tăng 1,57%. Chỉ số MSCI về cổ phiếu châu Á Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản giao dịch cao hơn 1,08%. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng so với rổ tiền tệ ngang giá vào thứ Sáu, khi việc kiểm phiếu cho cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Hoa Kỳ kéo dài và các nhà đầu tư dự đoán sẽ thua lỗ nhiều hơn cho đồng tiền này. Chỉ số đô la index giảm so với rổ 6 loại tiền tệ chính xuống 92,274 điểm, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 9. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm xuống dưới 40 đô la Mỹ một thùng khi kết quả kiểm phiếu rút ra trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã giữ cho thị trường cạnh tranh và việc đóng cửa ở châu Âu để ngăn chặn sự gia tăng nhiễm COVID-19 làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu. Dầu thô Brent giảm 1,52 đô la Mỹ, tương đương 3,7% xuống 39,41 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI giảm 4,3%, tương đương 1,65 đô la Mỹ một thùng, thấp hơn ở mức 37,14 đô la Mỹ một thùng. Trên thị trường kim loại quý, giá vàng tăng cao hơn trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Hai, hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn và hy vọng sẽ có thêm các biện pháp kích thích dưới thời tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.953,45 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,2% lên 1.955,60 đô la Mỹ một ounce. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, trở thành tổng thống đắc cử, ông Joe Biden đã chuẩn bị kịch bản cho một loạt động thái chính sách, trong đó có nhiều thứ đối nghịch với người tiền nhiệm Donald Trump. Sự khác biệt giữa cựu phó tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump là điều đã được dự báo từ trước. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi ông Biden đảo ngược hoàn toàn những quyết định của ông Trump khi tiếp quản chiếc ghế quyền lực từ người tiền nhiệm. Ông Biden đã tuyên bố sẽ khôi phục lại nhiều quyền của những người làm việc cho chính phủ, ra lệnh cho một cuộc chiến mới chống lại tình trạng vô gia cư, xây thêm khu tái định cư cho những người tị nạn chạy trốn chiến tranh, đồng thời cam kết xóa bỏ các lệnh cấm đi lại với một số quốc gia Hồi giáo mà chính quyền Trump ban hành. Ngoài ra, phục hồi kinh tế cũng là một ưu tiên hàng đầu khác mà chính quyền Biden sẽ phải theo đuổi. Với kinh nghiệm trong việc thuyết phục các nhà lập pháp của cả hai đảng, những người dân chủ sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ đồng ý cho một gói cứu trợ COVID-19 khổng lồ để hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn cũng như các doanh nghiệp nhỏ đang bị dịch bệnh tàn phá. Tổng thống Pháp mới đây đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU xem xét điều chỉnh các quy tắc tự do đi lại trong khối.
Sau các cuộc tấn công khủng bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị châu Âu tăng cường phản ứng với tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ngày 5 tháng 11, ông Macron cho biết Pháp sẽ tăng gấp đôi sự hiện diện của cảnh sát và quân đội tại những khu vực biên giới nước này và ủng hộ việc tái cấu trúc thỏa thuận Schengen nhằm thực thi các biện pháp kiểm soát an ninh mới đối với châu Âu. Tổng thống Pháp cũng cho biết sẽ đưa ra những đề xuất đầu tiên cho Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới. Ông ủng hộ một cuộc cải tổ toàn diện các quy tắc tự do đi lại ở Schengen. Ủy ban châu Âu đã lên kế hoạch đề xuất chiến lược về tương lai của khu vực Schengen trong năm 2021. Nhật Bản và Myanmar đã ký kết gói cho vay lãi suất thấp có tổng trị giá 42,78 tỷ yên, tương đương với 414 triệu đô la Mỹ, cho phép quốc gia Đông Nam Á này xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ và bổ sung tài chính. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong tổng số tiền nói trên, 27,78 tỷ yên sẽ được dành cho dự án xây dựng một cây cầu trên tuyến đường trong hành lang kinh tế Đông Tây đi qua Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, do trao đổi thương mại với Thái Lan, đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar, dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Việc phát triển hành lang kinh tế Đông Tây để nâng cao hiệu quả của ngành logistics là cần thiết. Phần còn lại của khoản vay này sẽ được sử dụng để cung cấp vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Myanmar nhằm ổn định hoạt động kinh doanh và mở rộng các hoạt động khác. Các chuyên gia y tế đã cảnh báo về nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng vọt trở lại ở Ấn Độ khi mùa lễ hội đến gần và ý thức phòng dịch của người dân đang có dấu hiệu lỏng lẻo. Những khu chợ tại Ấn Độ đã đông đúc trở lại như những ngày trước dịch bệnh. Lễ hội ánh sáng Diwali kéo dài đến giữa tháng 11 đang đến gần. Và lúc này, nhu cầu mua sắm của người dân trở nên cao hơn bao giờ hết. Tại những khu vực đông người như thế này, việc giữ khoảng cách xã hội là việc rất khó, nhưng nhiều người còn không đeo khẩu trang hoặc không đeo đúng cách. Dù số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã có chiều hướng giảm dần từ sau đỉnh dịch hồi tháng 9, nhưng khi mùa lễ hội tới gần, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại là hoàn toàn có thể xảy ra. Các chuyên gia đặc biệt khuyến cáo người dân không nên lơ là ý thức phòng dịch trong thời điểm này. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 của nước này là 1,48%, thuộc hàng thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế cũng cho biết chỉ khi nào có vaccine mới có thể kiểm soát được dịch bệnh. Theo báo cáo di cư và kiều hối được Ngân hàng Thế giới World Bank công bố mới đây, năm 2020, Việt Nam đứng thứ 9 trên thế giới về lượng kiều hối. Lượng kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2020 có thể giảm hơn 7% so với năm 2019, còn lại 15,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Đây là lần đầu tiên kiều hối về Việt Nam dự báo giảm trong vòng 10 năm qua. Trước đó, cũng theo dữ liệu công bố của World Bank, kiều hối về Việt Nam liên tục tăng cao qua các năm, đặc biệt từ năm 2016 vượt xa mốc trên 10 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2019 đã đạt 17 tỷ đô la Mỹ, chiếm 6,5% GDP. Năm nay dù dự báo giảm, nhưng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới năm 2020, đứng thứ 9. Tính riêng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ 3 về giá trị kiều hối sau Trung Quốc, Philippines và thứ 9 theo tỷ trọng GDP. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa bật đèn xanh với phương án chuyển giao quyền đại diện sở hữu của cổ đông nhà nước đối với 27,8 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp CMSC đồng ý với phương án chuyển giao quyền đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải từ Bộ Giao thông Vận tải sang SCIC. CMSC yêu cầu SCIC có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, căn cứ phương án đã được chấp thuận theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại thông báo số 248 ngày 23 tháng 7 năm 2020. Tính đến đầu tháng 10, Bệnh viện Giao thông Vận tải đã hoàn tất mọi thủ tục tăng vốn điều lệ, bao gồm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019. Và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2. Bangkok Post ngày 7 tháng 11 cho biết, trong tuần này, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, một ưu tiên trong chiến lược hội nhập của Việt Nam, có thể là FTA đầu tiên được ký trực tuyến. RCEP là một hiệp định thương mại tự do được đề xuất giữa 10 quốc gia thành viên của ASEAN và 6 đối tác của khối này là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Bộ trưởng Thương mại Zurin Laksanawisit đại diện cho Thái Lan ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP giữa tháng 11. Việt Nam với cương vị chủ tịch ASEAN dự kiến tổ chức một loạt hội nghị cấp cao theo hình thức trực tuyến trong 4 ngày từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11, bao gồm cả hội nghị cấp cao Đông Á với sự tham gia của Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Theo lịch trình, hội nghị cấp cao RCEP sẽ diễn ra vào ngày 15. Với Việt Nam, RCEP giúp các doanh nghiệp không chỉ tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn, quy mô GDP gấp đôi CPTPP mà còn tiếp cận được nguồn nguyên liệu phục vụ chuỗi sản xuất các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu hiện nay. Xin được chuyển sang phần thông tin khác. Theo Tổng cục Thuế, với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và việc giãn hoãn thuế do tác động của đại dịch COVID-19, hơn 1 triệu người đang đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ không phải nộp.
Nghị quyết số 954 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế được nâng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng một tháng. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được nâng từ 3,6 lên 4,4 triệu đồng một tháng. Ngay sau khi nghị quyết này có hiệu lực, Tổng cục Thuế cho biết cả nước có khoảng 1 triệu người đang phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bậc 1 sẽ không phải nộp thuế thu nhập nữa. Đồng thời, người có thu nhập cao hơn ở bậc 2, bậc 3 sẽ được giảm số tiền đóng do mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên. Theo dự báo của công ty phân tích dữ liệu Global Data, ngành xây dựng Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Báo cáo cho biết trong giai đoạn 2015-2019, ngành xây dựng Việt Nam có mức tăng trưởng trung bình 9,6%. Tuy nhiên, đến năm 2020, trong bối cảnh suy thoái toàn cầu do dịch COVID-19, ngành xây dựng đã không còn đà tăng trưởng mạnh mẽ như trước. Mặc dù vậy, ngành xây dựng đang có dấu hiệu lấy lại đà phát triển mạnh mẽ khi tăng trưởng quý 3 được cải thiện với mức 5,7%. Trên cơ sở đó, báo cáo cho rằng con số này dự kiến sẽ tăng nhanh hơn nữa trong những quý tới. Vì vậy, giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2020 có thể tăng trưởng 5,5%. Báo cáo cho biết thêm, để hỗ trợ các gia đình có thu nhập trung bình và thấp trong nước, chính phủ đã dành 1,3 tỷ đô la Mỹ cho việc xây dựng nhà ở giá rẻ giai đoạn 2018-2022, do đó lĩnh vực xây dựng nhà ở có thể vẫn sẽ chịu áp lực trong ngắn hạn. Tiếp theo chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý, kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo ASEAN Post, ASEAN là khu vực có nền kinh tế đông dân thứ 3 thế giới. Ước tính đến năm 2030, dân số khu vực sẽ tăng lên 723 triệu người, nền kinh tế sẽ lớn thứ 4 thế giới, tiêu dùng nội địa sẽ tăng gấp đôi hiện nay, đạt 4.000 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2030, thu nhập các hộ gia đình tại một số nền kinh tế mới nổi khu vực ASEAN sẽ tăng gần gấp đôi so với năm 2019. Đáng chú ý, dự kiến Việt Nam sẽ là thị trường có mức tăng thu nhập bình quân cao nhất. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Người dân ngày càng có nhu cầu lựa chọn biển số xe cơ giới theo sở thích để đáp ứng tư tưởng trong sinh hoạt. Do đó, chính phủ cho biết sẽ quy định đấu giá biển số được thực hiện thông qua các công ty đấu giá chuyên nghiệp hoạt động độc lập theo quy định tại luật đấu giá tài sản, nhằm cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và tránh tiêu cực trong quá trình đấu giá. Chính phủ đã thống nhất đề xuất thực hiện biện pháp trừ điểm trên giấy phép lái xe theo thang điểm 12. Nếu trong 12 tháng người lái xe không bị trừ hết sẽ được phục hồi điểm, đồng thời quy định trong 12 tháng người lái xe không bị trừ hết điểm sẽ được phục hồi điểm nhằm khuyến khích người lái xe nâng cao và có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, tình hình kinh tế khó khăn, ngành ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, người dân như thực hiện cơ cấu miễn giảm lãi giãn nợ. Báo cáo tài chính của nhiều ngân hàng thương mại công bố trong quý 3 năm 2020 cho thấy tỷ lệ nợ xấu tăng đáng kể so với trước đó. Đã có 14 trên 16 ngân hàng thương mại niêm yết công bố kết quả kinh doanh quý 3 với tỷ lệ nợ xấu tăng trung bình 30% so với quý trước. Cùng với việc tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nhiều ngân hàng cũng đẩy mạnh giao bán tài sản thế chấp để xử lý và thu hồi nợ. Hàng loạt tài sản thế chấp của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp từ ô tô, máy móc thiết bị, nhà xưởng đến các lô bất động sản trị giá từ vài tỷ đồng đến hàng nghìn tỷ đồng đã và đang được giao bán.